Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast 101. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với channel podcast Việt á, thì ở đây tụi mình hướng dẫn mọi người làm podcast từ những bước cơ bản nhất. Đúng rồi, nếu mọi người đang mong muốn mở một cái kênh podcast và không biết bắt đầu từ đâu thì hãy đăng ký ngay cái kênh YouTube của tụi mình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm podcast từ những bước cơ bản nhất. Và suy nghĩ đầu tiên của chúng ta khi mà lập một cái kênh podcast á, chắc chắn là mua một cái micro thu âm rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiết lộ cho mọi người một cái bí mật. Đó là ở thời điểm hiện tại, mình đang quay cái video này, mình đang thu âm giọng nói của mình ở trong một căn phòng, ở trong một khu dân cư. Và mình mở tất cả những cái cửa sổ và cái cửa chính của mình ra. Và ở ngoài, trời đang mưa rất là to, mưa cả ngày hôm nay rồi. Và đằng sau lưng mình, cái máy tính của mình còn bật tiếng chim hót nữa. Vậy mà nãy giờ nếu như mình không nói thì mọi người có biết là mình đang ở trong một cái môi trường như vậy hay không? Vậy thì đối với những người mà chưa có chuyên nghiệp như chúng ta không có kinh doanh phòng thu, chúng ta không có thu âm nhạc, chúng ta không có kiếm tiền được từ những hình thức thu âm, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thể nào đầu tư một cái phòng thu. Chúng ta không thể nào làm cách âm, làm tiêu âm cho cả một căn phòng, cho một ngôi nhà của chúng ta được, trừ khi nào chúng ta có quá nhiều tiền. Nhưng đối với những cái bạn mà vừa mới bắt đầu một kênh podcast mà chúng ta không có quá nhiều chi phí, cũng như là không muốn gọi là đầu tư quá nhiều vào một cái hình thức mà chúng ta còn chưa chắc chắn về nó nữa, thì mua một cái dynamic microphone nó là một cái sự lựa chọn tối ưu nhất, mà chúng ta không cần phải xây cả một căn phòng để cho chúng ta phục vụ cho cái việc thu âm, mà chúng ta chỉ cần thay đổi cái thiết bị thu âm của chúng ta thôi. Và cái thiết bị thu âm mình đang sử dụng, mình nhắc tới rất là nhiều trong những cái video khác, đó là con Behringer XM8500. Và thật ra là tụi mình không phải là những cái bên đơn vị bán hàng, cho nên mọi người có thể search tên Behringer XM8500 ở trên cái website hay là trên Shopee, mình thấy cũng có, thì mọi người sẽ mua được cái microphone này. Và gần đây nhất, một cái điều mà khiến mình bất ngờ hơn nữa, đó là có một anh YouTuber mà mình follow để mình xem các thiết bị anh ấy review. Và ảnh có làm một cái video, đó là ảnh chế cái con XM8500 này trở thành một con có thể thu được cái tiếng giống như con Shure 7B. Con Shure mà kiểu giá của nó ở thời điểm hiện tại chắc phải 14 triệu khi mà mình search ở trên Shure Việt Nam. Về cơ bản thì cái lõi công nghệ ở bên trong mỗi con micro nó không khác nhau. Tuy nhiên thì về cái hình dáng thiết kế thì những cái con micro thông thường, ví dụ như là XM8500 này á, mọi người sẽ thấy cái khoảng cách thu âm của mọi người tới cái micro nó khá là gần. Nhưng mà cái con Shure SM7B á, nó sẽ xa hơn một đoạn một xíu. Và với cái khoảng cách này, nếu mà mọi người bật một cái độ nhạy đủ lớn thì cái âm thanh thu được nó sẽ rất là dày và nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Thì ở trong cái video đó, ảnh có làm một cái bài test là ảnh biến con XM8500 này, một con micro trị giá 500.000, thành con có hình dáng giống như con Shure SM7B. Và khi mà thu âm á, thì thật sự là chất lượng của con XM8500 này nó được nâng lên một cái tầm cao mới. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ nhận ra được cái điểm khác biệt nếu như nghe cùng một lúc, nghe trong cùng một môi trường, nghe cùng một giọng nói, thì chúng ta mới nhận ra được cái sự khác biệt. Còn lại thì chúng ta không nhận ra được quá nhiều sự khác biệt. Vậy nên là càng lúc mình càng recommend mọi người mua ngay cái con Behringer XM8500 này. Và càng lúc sẽ càng có nhiều video hướng dẫn mọi người tối ưu hóa được cái thiết bị mà mọi người đang sử dụng. Vậy nên chúng ta không cần phải đắn đo và suy nghĩ về cái chuyện là có nên đầu tư một cái micro đắt tiền khi mà chúng ta mới bắt đầu hay không. Và dĩ nhiên một lần nữa, nếu mà mấy bạn có nhiều điều kiện tài chính thì các bạn có thể cứ mua cái đồ xịn nhất có thể đi. Tại vì cái đồ xịn nhất thì nó đã được tối ưu nhất có thể rồi. Yes, và trong video này thì mình chỉ muốn chia sẻ một chút về sức mạnh của những cái con dynamic microphone thôi. Và một lần nữa thì để cho mọi người dễ dàng so sánh thì mình sẽ thu bằng con condensed microphone để kết thúc cái video này. Và nếu mấy bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cái việc làm podcast á, thì hãy bình luận bên dưới cái video này. Mình và anh Tín sẽ làm những cái video tiếp theo để trả lời những cái câu hỏi đó. Còn nếu mọi người có những cái băn khoăn muốn tìm đồng đội làm podcast, hay là tìm những cái ý tưởng làm podcast, hay một cái cộng đồng để chia sẻ podcast á, thì mọi người có thể tham gia ngay cái group ở trên Facebook của tụi mình, đó là Cộng đồng Chơi Podcast ở Việt Nam. Có bất kỳ một cái câu hỏi nào cần được giải đáp ngay lập tức, khi mà tụi mình chưa giải đáp được, thì ở trên đó những cái anh chị podcaster lâu năm
cũng sẽ giúp mọi người giải đáp những cái câu hỏi đó. Và nên nhớ là đừng có chia sẻ quá nhiều cái tập mới của mọi người ở trên đó. Nếu mà mọi người chia sẻ với mục đích là nhận được feedback, nhận được phản hồi để cải thiện những cái tập nó tốt hơn thì ok. Nhưng mà ở trên đó nó là cái cộng đồng những người làm podcast, không có nghĩa là họ là những người nghe podcast cái chủ đề của bạn đang làm. Vì vậy cho nên là tụi mình không có khuyến khích là mọi người chia sẻ cái podcast của mọi người lên đó quá nhiều, giống như là một cái kênh để quảng cáo. Thì cái đó mình không khuyến khích lắm. Yes, vậy thôi. Và mình chúc mọi người có thể làm podcast được một cách vui vẻ nhất. Mình là Khoa và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.